Trung ương và địa phương, thưa toàn thể quý vị bà con và bạn bè thân thiết, hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Quý Tỵ, chúng ta lại họp mặt tại đây để tưởng nhớ đến một con người đáng kính và đáng yêu. Đồng bào và chiến sĩ thường gọi ông là anh Tám Nghệ. Giới văn chương ở Sài Gòn thì gọi ông là thi tướng rừng xanh. Vào một ngày đầu xuân nắng ấm như hôm nay, 36 năm về trước, cha tôi đã ra đi. Ông để lại một vần thơ, gửi lại bạn mấy vần thơ trên cát. Và giờ đây tôi qua bến lên đường. Phương Đông chúng ta có một triết lý rất phổ biến là sống cũng là cho, mà chết cũng là cho. Đối với cha tôi thì mất đi cũng vậy. Thơ thì để lại cho đời, và xương tro thì vùi sâu trong lòng đất. 36 năm đã trôi qua, mỗi lần chúng ta trở về đây là mùa xuân lại trở lại. Tạo hóa thì xây vần, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi lại trở lại mùa xuân. Nhưng khác với mùa xuân, con người cũng như những nhà thơ ra đi mãi mãi. Chỉ có những vần thơ là còn lại ở trên đời. Đầu xuân năm nay, một người bạn ở Hội Nhà văn Hà Nội gọi điện cho tôi, đã hỏi đã làm gì để kỷ niệm 100 năm ngày sinh Huỳnh Văn Nghệ. Câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ, bất ngờ. Hóa ra người cha ngày nào thường cõng tôi ra bờ sông để tập bơi của thiếu thời, giờ đã tròn 100 tuổi. Hóa ra sau là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, các giới văn chương rất tâm huyết, nhiều người đã đến
đến thi tướng ở đất phương Nam. Người đã có 4 câu thơ nổi tiếng: ai về Bắc ta đi với, thăm lại non sông giống Lạc Hồng, từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Kính thưa quý vị, ba tôi sinh năm 1914 trong một gia đình có truyền thống thượng võ và hiếu học tại vùng đất Tân Nguyên, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc tỉnh Bình Dương. Hơn 20 tuổi, ba tôi đậu tú tài loại ưu tại trường Đức Quốc Ký. Vợ ông cũng làm việc thuê tại phòng trọ và sống chung với người bạn quê người Bắc. Ông bạn của ba tôi xa gia đình vào Sài Gòn đã hơn chục năm mà chưa biết bao giờ mới có dịp trở lại quê hương. Không biết đến lúc nào mới được về thăm lại quê cha đất tổ. Qua những lời tâm sự của bạn, ba tôi hiểu được tâm trạng của ông luôn luôn canh cánh nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương và gia đình. Câu chuyện kể của người bạn trong những đêm không ngủ đã giúp ba tôi hiểu hơn một cốt cách văn hóa đất Kinh Kỳ. Và cũng qua những câu chuyện ấy, những tên đất, tên làng thuần Việt, tên đất Tràng An cứ hiện dần lên trong tâm hồn đa cảm của một thi sĩ miền Nam chưa bao giờ một lần được ra miền Bắc. Để rồi sau này giúp ông phóng bút viết lên những vần thơ được nhiều người ví là thần thi. Có thể nói thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp là thời gian mà chất thi và chất tướng thể hiện rất rõ trong con người Huỳnh Gia Nghệ. Thi nhân mà thành thơ, vì nhân mà thành thơ, vì đời mà nên văn. Thơ văn ông để lại không nhiều, nhưng ông viết bằng trái tim, nên dù không có thời gian để trau chuốt vần điệu, nhưng thơ ông luôn được đồng bào chiến sĩ mở lòng ra đón nhận. Trong một tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Huỳnh Gia Nghệ đã viết ra thành thơ được tấm lòng mình. Cho nên dù chỉ là những vần thơ trên cát, nhưng thơ ông không thể bị gió cuốn bay đi theo thời gian. Bờ sông xanh chiều nay buộc ngựa, kiếm gối đầu theo gió thả hồn cao. Thơ tôi đây cũng hoa bướm muôn màu, lòng tôi đấy cũng vui sầu như bạc. Tôi cũng biết nhớ thương tơ tưởng, nào chỉ là võ tướng hay thi nhân. Tôi là người lăn lóc trên đường trần, không phân biệt lúc mài gương múa bút. Đời chiến sĩ máu hòa lệ mực, còn yêu thương là còn chiến đấu không thôi. Suốt một đời gương chẳng ráo mồ hôi, thì không thể bút phải chờ kiếp khác. Trên lưng ngựa vừa múa gương vừa ca hát, lòng ta say chiến trận đến thành thơ. Kính thưa quý vị, tình yêu quê hương và đất nước cũng chính là cái chất thực nhất trong thơ Huỳnh Gia Nghệ, đồng thời cũng là động lực chính đưa ông đến với phong trào cách mạng. Xin được trích một đoạn viết về Huỳnh Văn Nghệ trong hồi ký của Trần Văn Dậu. Anh giỏi, cán bộ khá giỏi của Tổng Công đoàn Công nhân hãng xây dựng FN, một hôm đưa Huỳnh Gia Nghệ giới thiệu với tôi tại tiệm Tân Việt, đường Einstein, sát chợ Bến Thành. Nghệ trẻ hơn tôi 5 tuổi, thân hình hậu pháp, coi bộ võ tướng hơn như tôi ký, mắt sáng, nói giòn, vui tính, thích ngâm thơ, còn làm thơ được nữa. Có lẽ anh chàng này có ý chí tìm đường là khi trốn sang Thái Lan, anh đã chẳng thấy đường nào hay hơn là quay lại. Ông Huỳnh Gia Nghệ và ông Dương Văn Giáo đã có những mâu thuẫn, mà đến có những lúc ông Nghệ tìm cách ám sát ông Giáo nhưng không thành công. Giáo và Nghệ xung đột với nhau như thế nào mà Nghệ đã được ám sát Giáo nhưng ám sát cùng. Nghệ trở về Sài Gòn gặp lại anh bạn Giỏi là bạn cũ. Qua Giỏi, Nghệ gặp lại tôi, hỏi thăm thì biết Nghệ là người Tân Nguyên, khi ấy thuộc tỉnh Biên Hòa. Nghệ chưa phải là đảng viên, nhưng tôi thích những thanh niên dám làm và táo bạo. Tôi bàn với Nghệ và Giỏi về việc mở một chiến khu ở Bắc Tân Nguyên, nơi trú ẩn an toàn mấy năm nay của mấy anh tù vượt, và nghe đâu có một quán anh em
Du Kích đã còn sống sót sau những năm 40. Anh Nghệ đồng ý tôi chỉ định cho Giỏi và Nghệ phụ trách việc xây dựng chiến khu D. Kính thưa quý vị, mãi cho đến tận bây giờ, bản thân tôi vẫn không hiểu tổ chức nào đã hung đúc lên một con người như cha tôi, vừa bình dị, gần gũi, vừa lãng tử, vừa oai phong, một thi tướng trong lòng dân. Ông là hiện thân của một giấc mơ có thực. Lật trang sách cũ nhớ cha, đọc thơ nhớ cội, mai già, đứng bông. Mỗi năm, chúng ta lại gặp mặt một lần tại đây, một lần vào ngày đầu xuân để tưởng nhớ đến Huỳnh Gia Nghệ. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của mọi người đã không quãng đường xa để về lại chiến khu đến thăm người thi tướng. Kính thưa cha, đến hôm nay con lại viết bài thơ Huỳnh Gia Nghệ. Bao nhiêu năm qua, con không lớn bằng những vần thơ, bằng dũng khí, bằng tình thương, bằng sự can trường. Cha hướng con đi khi con hạnh phúc, lúc con khổ đau. Và hôm nay khi bầu trời Nam rực nắng, miền Bắc vào đông, ta nghe nóng trái tim mình. Hai băng khuân lắng nghe dòng sông hát, thương nhớ vô cùng thi tướng rừng xanh. Để dành một phút mặc niệm, xin được trân trọng kính mời quý vị bà con chúng ta đứng lên hướng về đài liệt sĩ và bia tưởng niệm ông Huỳnh Gia Nghệ. Để tưởng nhớ ông Huỳnh Gia Nghệ và toàn thể đồng bào chiến sĩ, những người đã cùng chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến oanh liệt trên mảnh đất này, một phút mặc niệm bắt đầu. Xin mời các em với thông tin danh sách của trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nghệ huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai. Xin mời các em tiến lên sân khấu. Xin mời em Đinh Nữ Hồng Anh, Nguyễn Vũ Thảo My, Trần Nguyễn Hồng Nhi, Hoàng Ngọc Phương, Bùi Thị Thanh Phương, Hoàng Thị Kim Cương, Phan Thị Huỳnh Trâm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Đỗ Phương Uyên và Hoàng Thị Quỳnh. Thưa các em tiến lên sân khấu. Hoàng Chí được xin tên các em khẩn trương tiến lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời phụ huynh là Thu Nguyệt đại diện gia đình sẽ lên trao học bổng cho các em.
biệt và xin được chúc mừng các em đã vừa nhận được phần học bổng từ những ngày. Và sau đây xin mời các em trong danh sách nhận học bổng của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Quỳnh Văn Nghệ, huyện Vĩnh Cửu. Và xin được em chính thì khó. Quân Thi Thanh, đại diện gia đình sẽ đem trao học bổng cho các em. Kỷ niệm 36 năm ngày mất của anh hùng lực lượng vũ trang thi tướng Quỳnh Văn Nghệ, ông Nguyễn Văn Quốc, giám đốc bảo tàng Bình Dương đến viếng. Thay mặt trường mầm non Quỳnh Thị Gấu đến viếng. Và xin chào mừng các em học sinh trường trung học phổ thông Quỳnh Văn Nghệ, huyện Tân Nguyên sẽ đem nhận và học bổng Quỳnh Văn Nghệ. À, xin mời các em. Và một lần nữa xin được kính mời ông Huỳnh Văn Nam trở lên. Xin được mời ông Nguyễn Văn Thành, đại diện gia đình lên trao được học bổng. Xin được kính mời ông Huỳnh Văn Nam trao tiền luôn. Đến viếng. Xin cảm ơn ông Hoàng Việt Nam và ông Nguyễn Văn Thần với phần học bổng gì rồi. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đi đến với phần lễ tưởng niệm thi tướng Huỳnh Văn Nghệ và phần trao học bổng. Trở lại phần ngày hôm nay, trước khi mời tất cả quý vị cùng gia đình dự luôn lễ sinh hoạt buổi trưa và buổi tiệc ngày hôm nay. À, chúng ta cùng đến với phần đêm ca nhạc hôm nay vừa các thời văn nghệ giữa hai huyện tỉnh huyện Tân Nguyên của Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Và để trở lại chương trình ngày hôm nay với giai điệu vui tươi một sáng tác nhạc sĩ Vũ Long và khúc mang tên Bình Dương khúc hát mùa xuân cho văn nghệ cùng tiếng của Bình Dương thì tất cả quý vị. Đến viếng anh hùng lực lượng vũ trang thi tướng Quỳnh Văn Nghệ, ông Lê Văn Tuấn, phó giám đốc đài truyền hình tỉnh Tây Ninh. Thank you.
dòng máu lạc hồng.
xin mời quý vị. Đến viếng anh hùng lực lượng vũ trang phi tướng Quỳnh Văn Nghệ. Ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Đài Truyền hình tỉnh Tây Ninh.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với giọng hát của cô Ngọc Thu đến từ câu lạc bộ Hưu Trí với ca khúc được mang tên Chiếc Áo Bà Ba. Xin mời cô. Yeah, wow.